Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay thì Bài Ảo Thuật xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm khá là mới. Đấy là một bộ bài nhìn xuyên. Bài nhìn xuyên thì nó khá là quen thuộc với mọi người rồi. Tuy nhiên tại sao mình lại bảo là bộ bài khá là mới? Bởi vì là cái cách nhìn xuyên của nó khác với những cái bộ bài nhìn xuyên mà các bạn đã từng được thấy. Và trước hết thì mình sẽ biểu diễn nhé. Mình có thể biết được đây là quân 3 chuồn, đây là quân 4 chuồn, hay như ở giữa bộ bài, cây này là cây ba cơ, bằng cách nhìn vào mặt sau của các lá bài. Và tất nhiên là cái cách nhìn này nó sẽ hơi khó khăn hơn so với những cái cách nhìn trước. Nhưng mà nó sẽ, cái việc mà gây khó khăn cho mình một chút thì nó sẽ mang lại sự bí mật hơn, và bạn có thể biểu diễn một cách an toàn hơn so với những bộ bài trước kia các bạn từng thấy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nhìn xuyên được với bộ bài này. Ở bộ bài này thì để có thể nhìn xuyên được, chúng ta sẽ dựa vào hình các con chim ở trên cái phần mặt sau của lá bài, ở ngay chỗ này, ở trong cái vòng tròn. Ở đây mình có một lá, đây là lá Joker. Nguyên cả bộ bài chỉ có mình lá Joker là đầy đủ 13 con chim ở khu vực trên này. Các bạn có thể để ý, các bạn hãy để ý này. Ở bên này là 6 con và bên này là 7 con. Còn tất cả các lá bài còn lại thì nó chỉ có 12 con chim thôi. Như bên này các bạn có thể thấy 1, 2, 3, 4, 5. Và bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các lá bài còn lại thì chỉ có 12 con chim thôi. Như vậy các bạn sẽ đối chiếu với cái lá bài Joker này. Nếu con chim bị khuyết ở vị trí số bao nhiêu thì tức là đấy là cái lá bài mà các bạn đang nhìn xuyên ấy, là lá số bấy nhiêu. Ví dụ như ở đây mình có thể nhìn được bộ bài này này. Bên này có đầy đủ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con chim này. Đến con chim thứ 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nó bị thiếu đi con chim ở vị trí số 13 là con chim này. Đấy, nó thiếu đi con chim ở vị trí số 13. Và nếu mà tính từ 1 đến 13, từ A đến K thì con này nó sẽ là con K. Và làm sao để chúng ta có thể biết được chất? Để biết được chất thì chúng ta sẽ dựa vào 4 con chim bên dưới. Đây các bạn có thể thấy, ở con Joker thì đầy đủ 4 con chim bên dưới. 1, 2, 3 và 4. 4 con chim này đại diện cho 4 chất. Đấy là Bích, Cơ, Chuồn, Rô. Các bạn nhớ nhé, lần lượt là Bích ở trên, Cơ ở dưới. Sang bên này sẽ là Chuồn và Rô. Nếu mà con chim bị khuyết ở vị trí nào thì đấy sẽ là cái chất mà quân bài các bạn đang nhìn xuyên có. Ví dụ như ở vị trí này thì các bạn thấy cái vị trí đầu tiên, con chim ở vị trí đầu tiên là con chim vị trí Bích đã mất, chỉ còn Cơ, Chuồn, Rô thì đây là con Ca Bích. Tương tự như vậy, mình sẽ lấy ra một lá bài khác này. Như lá bài này đi thì các bạn đếm nhá. Bên này thì đúng ra là có 6 nhưng mà nó chỉ có 5 thôi. Vậy thì các bạn sẽ đếm này. Nó bị thiếu ngay ở vị trí số 1. Đây. Đúng ra sẽ có một cái chấm nhìn con chim ở đây. Thì đây sẽ là con át. Và con át này các bạn để ý xuống phần bên dưới này. Một Bích, Cơ. Nó thiếu đi con Cơ, thiếu đi con chim ở vị trí Cơ thì nó sẽ là con át Cơ. Và thêm một lá bài nữa. Lá bài này cũng tiếp tục bị mất đi con chim ở vị trí đầu tiên. Tức là đây là một con át. Và bên này Bích, Cơ, nó khuyết đi con chim ở vị trí thứ 3, tức là con chuồn. Vậy nó sẽ là con át chuồn. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để nhìn xuyên bộ bài này. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ Bài Ảo Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.